Ăn phương vị mua về đã bắt đầu lên mồm con, rễ mọc rất là nhiều. Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu đi trồng. Cách trồng nó như thế nào đây? Chuẩn bị lan đúng không? Đây ta phải ghép, đó là lan phương vị. Chúng ta sẽ chọn những cây phương vị. Những cây khúc thế này là cắt tỉa là ra rễ rồi. Bây giờ ta sẽ tiến hành ghép vào trong cụ này. Đây là không bao giờ sợ lan chúng ta bị thiếu nước. Phương vị đây nó sẽ chịu được nắng 100%. Ta khi sau khi trồng xong thì ta sẽ bỏ thêm cho nó phần gốc ở đâu trên này cho nó bám xuống. Ở đây những cây lan mà đã được trồng ngoài nắng 100% nên là thành rất là ngắn luôn. Đã hoàn thành xong cái phương vị, sau đây chúng ta sẽ chỉnh cho cái cây lại, chúng ta nó sẽ cân đối lại. Sau khoảng 1 năm sau chúng ta mới có cơ hội ngắm hoa của nó. Còn mùa xuân tới này nó có hoa nhưng mà nó không có đạt, thì mùa tới nó cũng có hoa. Đã hoàn thành, chúng ta sẽ chờ thời gian 1 năm, chúng ta sẽ theo dõi cây phát triển và ra hoa. Cảm ơn anh chị.